Tập 14. Mua nhiều đồ ăn thế này, có phải cậu Phương sắp tới không? Không phải, thím quên rồi. Hôm nay là sinh nhật của Kỳ Kỳ. Cô xem trí nhớ này của tôi. Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của Kỳ Kỳ. Vẫn là cô yêu thương nó. Năm nào cũng đón sinh nhật cùng con bé. Con gái mà. Đúng rồi, thím Tiêu. Tối nay chúng ta ăn sủi cảo đi. Kỳ Kỳ thích ăn nhất là sủi cảo mà thím làm đấy. Vậy Kỳ Kỳ hôm nay có thể về được không? Lát nữa tôi đi xưởng phim Mãn Châu tìm con bé. Cho dù nó không nhận chị dâu như tôi, nó cũng không thể không cần gia đình này. Đâu có, đâu có. Con bé làm sao mà không nhận cô chứ? Khoảng thời gian trước, lúc cô bị người Nhật Bản bắt đi, nó còn đi nhờ giả khắp nơi của cô đấy. Tôi biết. Từ sau khi cha và Úc Đạt xảy ra chuyện, Kỳ Kỳ luôn đi theo tôi. Nó hiện tại vẫn còn trẻ, khó tránh đi sai đường. Nhưng mà tôi không thể không lo cho nó, bởi vì con bé là em gái duy nhất của Úc Đạt. Đúng rồi, đúng rồi. Thế này đi, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị sủi cảo nhân thịt bằm, được chưa? Được. Úc Đạt, em làm thế này là đúng rồi phải không? Nếu như anh ở bên cạnh em, nhất định sẽ nói cho em biết nên làm thế nào. Kỳ Kỳ, 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 Kỳ Kỳ vạn tuế, Kỳ Kỳ vạn tuế, xưởng phim Mãn Châu vạn tuế, Kỳ Kỳ vạn tuế, Kỳ Kỳ vạn tuế, xưởng phim Mãn Châu vạn tuế, Kỳ Kỳ vạn tuế. Xưởng Kim Mãn Châu vạn tuế. Kỳ Kỳ vạn tuế. Xưởng Kim Mãn Châu vạn tuế. Kỳ Kỳ vạn tuế. Xưởng phim Mãn Châu vạn tuế. Sao lại hô vạn tuế hết thế này? Những người này đều là tôi tốn 50 đồng để thuê đến đấy. Kỳ Kỳ vạn tuế. Xưởng phim Mãn Châu vạn tuế. Tôi còn lo đừng như lần trước làm cả người tôi toàn mùi trứng thối. Không đâu, không đâu. Kỳ Kỳ vạn tuế. Xưởng phim Mãn Châu vạn tuế. Mọi người yên tĩnh một chút. Tiếp theo đây xin mời cô Kỳ Kỳ nói chuyện với mọi người. Quan hô. Lát nữa mẹ sẽ về thôi. Nào nào, cho ăn trước đi. Về rồi. Kỳ Kỳ sao vẫn chưa về? Mẹ ơi, ăn cơm. Cháu ăn trước đi. Ăn đi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ ăn sủi cảo đi. Được. Nào, Hưng Quốc, con cũng ăn đi. Lâu lắm không ăn sủi cảo rồi, phải không? Ăn nhiều một chút. Thím Tiên, thím cũng ăn đi. Nào. Thím Tiêu, để dành cho Kỳ Kỳ một đĩa đi. Tôi biết rồi. Có thể xác nhận Igor đã chết rồi hay không? Một phát súng bắn vào đầu. Hàng Sơn, đó là gặp may. Ba phần lãi của Igor đâu? Chỉ có thế này thôi sao? Bộ trưởng, trong điện thoại không phải tôi đã báo danh rồi sao? Chúng ta gặp kẻ cướp giữa đường, là người của Ban Thanh làm. Kẻ cướp như vậy sẽ không báo tên đâu. Người biết việc này còn có người của Bộ Tham mưu. Vậy ý của Bộ trưởng là bọn chúng tự giết người của chúng? Thế giới này vì tiền có thể không từ thủ đoạn. Ba nhà máy của Igor
Hiện tại đã là rắn mất đầu rồi. Các cậu xem những nhà máy này là quy về cho đường sắt Nam Mãn Châu hay là sẽ do ba người chúng ta kinh doanh? Bộ tham mưu của quân Quang Đông sẽ không đồng ý. Tên Arian này chết đúng lúc. Hôm qua Yamada còn vì việc này mà đến tìm tôi. Sao vậy? Ông ta vẫn còn ở Tân Kinh à? Ông ta phạm lỗi. Tư lệnh của quân Quang Đông đã cách chức. Ông ta đặt phái viên của phòng điều tra của ông ta điều về bộ tham mưu tác chiến của quân Quang Đông. Vậy không phải đồng nghĩa với việc lên chiến trường làm bia đỡ đạn sao? Cho nên ông ta mới đến tìm tôi giúp đỡ nghĩ cách, xem làm thế nào có thể áp chế tin tức kế hoạch số 8 bị lộ. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng tham dự kế hoạch số 8, sợ kẻ địch biết thông tin. Đến lúc đó hắn có thể thực sự trở thành bia đỡ đạn rồi. Đây chính là kế hoạch số 8 của lục quân Nhật Bản. Đúng. Quân Quang Đông nếu trực tiếp từ Hắc Long Giang tiến công Liên Xô, bọn chúng cần tập kết binh lực lớn. Vậy thì rất có khả năng vượt biên từ Mông Cổ trực tiếp tiến công. Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với cấp trên. Nhưng mà thật không ngờ bộ tham mưu của quân Quang Đông mà lại dám giấu kín thông tin về tình báo bị tiết lộ, cả gan làm loạn, hành sự vượt cấp là thói quen làm việc của bộ tham mưu của quân Quang Đông. Kawamoto lên kế hoạch nổ chết Trương Tác Lâm, làm chấn động cả Mãn Châu, không phải cũng giống như vậy sao? Không lẽ Nakamura sẽ buông xuôi để mặc sao? Nakamura sẽ không quan tâm chuyện như thế này. Còn nữa, tôi chỉ biết biểu hiệu của anh ấy là 292. Có khả năng anh đã bị bại lộ rồi. Adrian biết mã hiệu điện đài của anh, không biết anh ấy đã tiết lộ ra ngoài chưa. Sau khi mất liên hệ với Trung ương, chúng ta luôn giữ liên lạc với Liên Xô. Nhưng mà trước giờ tôi luôn không gặp mặt với người liên hệ của bọn họ, cho nên biệt hiệu bị tiết lộ là cũng không nghiêm trọng. Chỉ cần sử dụng mật mã thứ hai thì không sao cả. Cẩn thận hơn một chút. Mời vào. Anh không vào sao? Thời gian anh không ở đây, tôi không nghe thấy bài hát này. Tôi đã tự tìm đĩa để nghe. Tôi rất thích nghe bài hát này. Nghe đến nó, tôi có thể thư giãn một chút. Cô Keiko, giấy thông hành đặc biệt trong văn phòng của tôi có, mang đi đóng dấu là được rồi. Sao cô biết tôi đến vì cái này? Vì cô Cáp Nhĩ Tân tôi nghe nói rồi. Anh muốn làm giấy thông hành đặc biệt cho em mà.
Cô gái tên Emma đó rất xinh đẹp. Tôi đồng ý với anh trai của cô gái đó, đưa cô ấy đến nơi an toàn. Cô ấy vô tội. Tôi có được xem là vô tội không? Lần sau mời cô nhảy một điệu hoàn chỉnh. Kê cô. Cảm ơn cô. Nakamura bộ trưởng. Sao vậy? Hàng sơ của tôi ơi, anh định đưa cô ấy đi như vậy sao? Đúng. Buổi chiều có chuyến tàu đi Đại Liên. Chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân, không có lấy thân đền đáp. Hàng sơ, lần giao dịch này của anh có chút thiệt thòi rồi. Anh trai của Emma vì cứu cô ấy mà chết. Tôi cần thực hiện lời hứa với anh ấy. Kỳ Kỳ, em thấy chưa? Em đừng cho rằng Hàn Sơn đây là người già cảm xúc đấy nhé. Emma có một người anh trai đáng để tự hào. Emma, tôi ghen tị với cô gái đó. Có tôi ở đây, em không cần ghen tị với bất kỳ người nào. Điều đó không giống nhau. Có gì mà giống với không giống chứ? Không bao lâu nữa, em sẽ trở thành nữ hoàng trong giới giải trí Mãn Châu này. Đi thôi, đừng để Kê Cô chờ quá lâu. Emma có một người anh trai đáng để tự hào. Tôi bây giờ hiểu rồi. Lúc ở trong ngục, người Nhật Bản dùng Hưng Quốc để ép tôi nói ra sự thật. Lão bách tính vì mạng sống mà hô Nhật Bản vạn tuế. Người Nhật Bản chính là dùng nhược điểm của chúng ta để ép chúng ta đi vào khuôn khổ. Cho nên chúng ta nhất định phải lớn mạnh. Mẹ Hưng Quốc, điều cô nói tôi hiểu cả. Nhưng chúng ta làm sao để lớn mạnh chứ? Tôi muốn mở một tiệm sách. Mở tiệm sách
Việc này và lớn mạnh thì có liên quan gì với nhau? Tôi muốn mở một tiệm sách tiến bộ. Tôi muốn toàn bộ người Trung Quốc và Mãn Châu biết rằng cái gọi là hòa hợp và cùng thịnh vượng mà kẻ xâm lược đưa ra là một con đường mất nước nhà tan không lối về. Việc này nói tốt cũng tốt, nhưng ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Thím Tiêu, thím quên rồi. Tiền mặt chú cũ đưa chúng ta chưa động tới. Được rồi thím Tiêu, đừng nghĩ quá nhiều. Hôm nay nghỉ sớm một chút, quần áo ngày mai giặt. Đi thôi, nghỉ sớm một chút. Được. Hưng Võ, đến đây. Trạm trưởng, đây là thư viết tay của đích thân hội trưởng chi nhánh của Hiệp hội Dạng Hưng Tân Kinh, còn có công văn mà nơi đào tạo vừa duyệt xuống. Đúng là không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Trạm trưởng, ông chủ đó rất hài lòng với công việc của chú. Ông ta nhờ tôi chuyển lời, ổn định sự nghiệp ở Tân Kinh, làm cho sự nghiệp cách mạng của Quốc Dân Đảng được phát huy rạng rỡ. Năm đó dứt bỏ tôi cũng là Quốc Dân Đảng. Trạm trưởng, nội ứng mà chúng ta cử đi tiết lộ rằng có một người của Đảng Cộng sản ở Bắc Mãn đã đến Tân Kinh rồi. Người liên lạc của Hàng Sơn phải không? Người lãnh đạo của bọn họ là người Liên Xô. Cách làm của họ quá ích kỷ. Tôi nghĩ bên Đảng Cộng sản chắc sẽ không dây dưa với bọn họ quá lâu. Nhưng mà Hàng Sơn thực sự là một nhân tài, nên nghĩ cách để cậu ta đứng về phía chúng ta. Vậy để cậu ta đứng về phía chúng ta, có phải là phải trừ khử trước người liên lạc đó không? Bây giờ tôi có nên ngay lập tức cử người đi tìm? Tạm thời chưa cần gấp, chúng ta vẫn còn thời gian. Chủ nhiệm Hàng, anh đến trễ rồi. Con người tôi không thích đến trước, bởi vì việc mà tôi ghét nhất là chờ người khác. Hàng Sơn, đừng quá đáng như vậy. Thiếu tá Yamada của Bộ Tham mưu Lục quân, anh còn nhớ quân hàm của mình không? Làm gì vậy?
Đây là phòng điều tra, muốn báo thù riêng. Ra ngoài. Là tham mưu của quân Quang Đông. Tôi vừa nói rồi, chủ đề thảo luận của cuộc họp lần này chỉ có một việc, chính là cần phòng điều tra thuyết phục tư lệnh Ueda Kenkichi của quân Quang Đông tăng thêm quân binh cho biên giới Mông Cổ. Kế hoạch tác chiến của bộ tham mưu các anh tôi đã xem qua rồi. Ngay cả bản thân các anh còn nói cần tấn công Liên Xô, ít nhất cần binh lực của mười mấy sư đoàn. Kế hoạch mới nhất của tôi là lấy Hai La biên giới Mông Cổ và Mãn Châu làm căn cứ để tuyên chiến với Liên Xô. Bởi vì binh lực quân Mông và quân Liên Xô ở biên giới Mông Cổ, Mãn Châu cơ bản không đủ để chống lại sự tiến công của chúng ta. Đó là chuyện trước kia. Tình báo mới nhất mà tôi nhận được thể hiện mấy ngày trước, quân thứ 57 của Hồng quân Diễn Đông đã vào đến Mông Cổ rồi. Nếu những tin tình báo này không sai thì chứng tỏ Stalin đã có sự chuẩn bị. Dưới tình hình này, quyết định của bộ tham mưu của lục quân có phải có chút lỗ mãng không? Lỗ mãng? Người Liên Xô cơ bản chịu không nổi một đòn. Huống hồ sư đoàn trưởng của sư đoàn số 23 vừa hay là quan võ tiền nhiệm ở tại đại sứ quán của Liên Xô, Komatsu cựu tướng quân. Ông ta nắm rõ tình hình của quân Liên Xô rõ như lòng bàn tay. Yamada, tôi nghĩ bộ tư lệnh của quân Quang Đông sẽ không ủng hộ các anh tấn công vào Mông Cổ. Kế hoạch tác chiến đối đầu với quân Liên Xô khi xảy ra biến cố Mãn Châu, nếu như nội các không đồng ý mở rộng tình hình, cẩn thận hành xử, lấy đâu ra Mãn Châu mới của hiện tại? Quân Quang Đông các anh có phải có chút nóng lòng giành chiến thắng rồi? Hoàng quân Nhật Bản chúng tôi đều là những võ sĩ thực thụ. Đối với người Liên Xô và người Trung Quốc, anh đừng quên rằng chiến dịch Dương Cổ Phong, quân Quang Đông vừa mới bại trận, mà đối thủ lại chính là Hồng quân Liên Xô. Ở Dương Cổ Phong, lực lượng chính chống lại Hồng quân là người Triều Tiên. Xem ra là có vài chuyện mà các anh vẫn chưa biết. Chuyện gì? Quan chỉ huy đương nhiệm của quân thứ 57 của Liên Xô là tướng quân chiến thắng mọi cuộc chiến ở Suko. Huống hồ máy bay và xe tăng của quân Liên Xô lực chiến đấu luôn vượt xa quân Nhật. Xe tăng sư đoàn 23 của các ông ở Trung Quốc còn có thể lộng hành, nhưng mà đối đầu với quân Liên Xô chỉ sợ toàn bộ quân sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà anh đừng quên, tuyến cung cấp hậu cần của quân Liên Xô là đường sắt. Nếu mà khai chiến, tuyến đường cung cấp chiến trường của bọn họ dày gấp 4 lần của chúng ta. Đạn dược không vận chuyển tới được. Suko lấy cái gì để đánh trận chứ? Lấy đá sao? Anh khăng khăng làm theo ý mình rất là nguy hiểm. Cho dù thế nào, trong vòng 3 tuần tôi cần anh gửi tôi một bản kết luận điều tra có thể tiến quân Mông Cổ tác chiến với quân Liên Xô. Còn nữa, tôi có thể nói với các anh, cho dù kết luận của phòng điều tra có như thế nào, trong vòng 3 tháng Nhật Bản và Liên Xô nhất định sẽ có một trận chiến. Cuộc chiến giữa Nhật và Liên Xô này không thể tránh khỏi. Chủ nhiệm Hàn, về phần báo cáo viết thế nào, tùy anh. Nhìn thấy chưa? Đây chính là phái trẻ của bộ tham mưu lục quân của quân Quang Đông. Có cần thông báo tình hình hôm nay cho tư lệnh quân Quang Đông không? Bàn phái trong tư lệnh của quân Quang Đông mọc như nấm. Chúng ta vẫn là không nên tham dự vào thì tốt hơn. Cái mà Yamada cần là công trạng, cái chúng ta cần là lợi ích. Ngày mai sẽ có ảnh, tôi sẽ gửi qua cho cô. Không cần đâu, tôi sẽ tự qua lấy. Bao nhiêu tiền? Được rồi, vậy cảm ơn anh. Được, anh vào hội hiệp quà rồi sao? Sao cô biết vậy?
Anh kiếm được một khoản tiền từ Cáp Nhĩ Tân, trở về sẽ mở một nơi đào tạo. Anh có biết Hội Hiệp Hòa là nơi giúp người Nhật Bản đào tạo chó săn không? Tôi biết. Nhưng mà chỗ của tôi đây không đào tạo chó. Tôi muốn làm cho bọn họ trở thành người Trung Quốc thật sự. Thế này có được không? Được. Chỉ cần xin Hội Hiệp Hòa, vừa không kiểm tra, lại còn cho phí đào tạo. Vậy nhiều người như vậy, từng đó tiền của anh có đủ không? Chỗ tôi đây vẫn có tiền, đủ. Chụp ảnh làm gì? Làm giấy tờ. Tôi cần đến Thượng Hải một chuyến. Đi Thượng Hải. Tử Quân, ba ly và đồ cô cần tôi đã sắp xếp xong cho cô rồi. Thím Tiêu, thật ra không cần mang theo nhiều đồ như vậy. Chỉ mấy ngày tôi đã về rồi. Cô có cần mang thêm một chiếc áo khoác không? Tôi sợ cô bị cảm lạnh. Không cần đâu. Thời tiết Thượng Hải nóng lắm. Hương Quốc ngủ rồi à? Vừa ngủ. Thím Tiêu, tại sao thím bỏ súng vào trong? Lần này cô đi xa, đi tàu còn đi cả thuyền, đường hàng ngàn dặm. Tôi không yên tâm, vẫn là nên mang theo. Bây giờ cậu là người nổi tiếng ở Mãn Châu rồi, có thể giúp đỡ cậu là vinh hạnh của tôi. Lời này anh nói ra sao mà không nghe quen chút nào. Bức ảnh này nhất định phải đăng báo, cho nên cần chụp đẹp một chút. Không phải anh cũng gia nhập Hội Hiệp Hòa rồi sao? Nơi đào tạo cũng làm rất có khởi sắc rồi. Việc ở Cáp Nhĩ Tân không phải nhắm vào cậu sao? Tuy tiền của Igor tiền trong sạch gì, nhưng cũng không được để lọt vào tay của bọn Nhật Bản. Vậy nếu nói như thế này thì tôi vẫn phải cảm ơn anh. Không cần thiết. Tuy chúng ta mỗi người đều dốc sức vì một chủ đích khác nhau, nhưng đều là nhân sĩ yêu nước. Cho nên đây chính là nguyên nhân cho đến bây giờ tôi vẫn chưa lợi dụng chức vụ để phá dỡ tiệm chụp ảnh này của anh. Cậu phá dỡ tiệm chụp ảnh này của tôi, còn có lý do gì đến chỗ của tôi chứ? Tử Quân đi Thượng Hải rồi, nói là nhập hàng gì đó. Cậu không muốn ngăn cô ấy lại sao? Tôi dựa vào cái gì mà ngăn cô ấy? Đúng rồi, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Việc cậu làm là đúng. Cái kỹ thuật chụp ảnh này của anh cần bằng nửa kỹ thuật nói chuyện của anh. Tiệm chụp ảnh này của anh thì cũng không đến nỗi vắng lặng như này. Thượng Hải năm 1939. Đến rồi, đến rồi. Làm phiền cậu dừng một chút. Đã đi quá rồi. Thật ngại quá. Không sao, cảm ơn cậu. Xin chào. Cô tìm ai? Tôi tìm ông Trương Thiệu Nghi. Ông ấy có ở nhà không? Cô là... Tôi là Đàm Tử Quân, đến từ Tân Kinh. Cô chờ một chút. Cô chính là Đàm Tử Quân. Cô Đàm phải không? Đúng rồi. Ông là ông Trương sao? Tôi là Trương Thiệu Nghi.
Chào ông. Chào cô. Chào cô. Ông Trương, ông biết chú cũ giờ ở đâu không? Tôi muốn gặp chú ấy. Một tháng trước, ông Ngô có viết một bức thư cho tôi, nói là bây giờ ông ấy rất tốt, cô không cần nhớ nhung. Tuy ông ấy ở Thượng Hải, nhưng tôi cũng không liên hệ được ông ấy. Đúng rồi, sách ở đây đầy đủ nhất, phần lớn đều là sách cấm. Tôi ở Thượng Hải có thể xuất bản sách, cũng là lý do duy nhất tôi tiếp quản tiệm sách Nhật Bản này. Tôi cũng muốn mở một tiệm sách như thế này ở Mãn Châu. Vậy thì cô lỗ vốn mất thôi. Tôi hiểu ý của ông. Tân Kinh có kiểm soát với văn hóa, đối với xuất bản báo và điện ảnh đều có kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng mà tiệm sách thì rất nhiều rồi. Cô thực sự đã nghĩ kỹ muốn làm chuyện này sao? Đúng rồi, tôi biết chuyện này rất khó, nhưng mà dù gì cũng đều có một sự bắt đầu. Tôi tin mọi người ở Mãn Châu sớm muộn cũng hiểu được tình hình hiện tại. Tôi có thể cung cấp hàng từ Nhật Bản cho cô, thế này có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Nhưng mà cô vẫn cần đặt thêm một chút trên giá sách. Những cái như tình sự Tống Mỹ Linh, vụ án thi thể không đầu, cô hiểu không? Tôi hiểu. Xem báo đi, xem báo đi. Ông U Tinh Vệ bay tới Nhật Bản đàm phán. Mãn Châu Quốc sắp khai chiến với Mông Cổ rồi. Xem báo đi, xem báo đi. Ông U Tinh Vệ bay tới Nhật Bản đàm phán. Mãn Châu Quốc sắp khai chiến với Mông Cổ rồi. Xem báo đi. Ông U Tinh Vệ tới Nhật Bản đàm phán. Mãn Châu Quốc sắp khai chiến với Mông Cổ rồi. Xem báo đi. Ông U Tinh Vệ bay tới Nhật Bản đàm phán. Mãn Châu Quốc sắp khai chiến với Mông Cổ rồi. Lấy cho tôi một tờ báo. Xem báo đi. Ông U Tinh Vệ bay tới Nhật Bản đàm phán. Mãn Châu Quốc sắp khai chiến với Mông Cổ rồi. Xem báo đi. Ông U Tinh Vệ bay tới Nhật Bản đàm phán. Mãn Châu Quốc sắp khai chiến với Mông Cổ rồi. Tháng 5 năm 1939, nổ ra sự kiện Kalingon, quân đội của Nhật Nga ở biên giới Mãn Châu, Mông Cổ, triển khai cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử Thế chiến thứ hai. Chủ nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn. Sư đoàn số 23 vượt sông Khan đã quyết chiến 2 ngày rồi. Tiếp diện của tuyến đường sắt đang báo cáo tình hình nguy cấp, đề nghị bên liên quan ngay lập tức sắp xếp vận chuyển lực lượng ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Đáng chết, có phải sẽ chết rất nhiều người không? Rất nhiều. Cực kỳ nhiều. Chủ nhiệm Hàn đến đúng lúc lắm. Sư đoàn số 7 của quân Quang Đông đã chuẩn bị tham chiến. Anh xem, đây là kế hoạch vận chuyển binh lực trong vòng một tuần của đường sắt Mãn Châu. Chúng ta cùng nghiên cứu một chút. Sư đoàn số 23 tại bờ phía tây của sông Khan gặp phải chống đối rất mạnh, tổn thất nghiêm trọng. Komat Suhara hoàn toàn có thể chôn vùi sư đoàn số 23 ở sông Khan. Bộ trưởng, tôi kiến nghị để cho Ueda Kenichi ngay lập tức rút quân. Bây giờ ngoại trừ sư đoàn số 23, lữ đoàn phòng thủ độc lập số 8 và lữ đoàn phòng thủ độc lập số 1, còn có sư đoàn xe tăng số 1, bộ đội của quân Quang Đông đều sắp chuẩn bị tham chiến. Đây là một trận chiến tiêu hao.
Anh không nên hẹn tôi đến đây. Việc quá gấp rồi. Như thế này anh rất dễ bại lộ. Tôi cũng không còn cách nào. Chú cũ đi đến quan nội, không liên hệ gì với trung ương, sợ là gặp khó khăn rồi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nội bộ quân Quan Đông có một xã đoàn tham mưu. Bọn họ vẫn luôn ủng hộ chiến dịch lần này. Xem ra người Nhật Bản sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chi tiết kế hoạch thì sao? Quân Quan Đông ngoại trừ sư đoàn số 23, sư đoàn phòng thủ biên giới số 8 và lữ đoàn độc lập số 1 và sư đoàn xe tăng số 1, bộ đội khác đều sẽ tham chiến. Được, tôi sẽ báo tin kịp thời cho các đồng chí của TT cấp nhĩ. Chuyện thông tin tình báo cho Hồng quân Liên Xô tuyến 1. Anh vẫn cần liên hệ được với tổ chức đảng cấp trên. Cộng sản Liên Xô nếu dùng đường sắt của Mông Cổ để vận chuyển tiếp diện, khẳng định sẽ có vấn đề. Nếu đi đường quốc lộ, ít nhất cần điều phối 500 đến 800 xe tải. Tôi nhớ rồi. Còn nữa, sau này chúng ta đừng thường xuyên gặp mặt. Có thông tin tình báo mới, tôi sẽ nhanh chóng gửi qua cho anh. Động tĩnh của quân Quan Đông nhất định cần kịp thời nắm rõ. Tình hình đặc thù, nếu có thông tin tình báo nào gấp, có thể trực tiếp gửi đến chung cư của tôi. Địa chỉ tôi đặt ở phía dưới hòn đá, chỗ cột điện thứ 3, phía bên phải của cửa ra. Việc hết sức quan trọng, tôi không thể chỉ xem xét an nguy của cá nhân. Trạm trưởng,
chính là người này liên hệ với Hàn Sơn sao? Đúng rồi, hắn chính là người của đảng Cộng sản ở Bắc Mãn mà Hàn Sơn liên lạc. Trạm trưởng, chú luôn nói Hàn Sơn là nhân tài, cần giành được cậu ta. Vậy người liên hệ này có nên trừ khử không? Biên giới Mãn Mông hiện tại đang đánh nhau, lúc này không phải lúc. Vậy ý của chú là sao? Bây giờ cái mà cô cần phải học nhất là bình tĩnh và kinh doanh. Đây chính là điều cơ bản để có thể đứng vững trong phòng tình báo.